7 nốt nhạc xanh, sân chơi âm nhạc dành riêng cho các gia đình quân nhân. Rất nhiều những offer, rất nhiều những deal đã được chốt trong chương trình một cách rất là thú vị, ấn tượng. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VTV Kết Nối. Thưa quý vị, từ đầu tháng 11, một game show âm nhạc hoàn toàn mới với tên gọi 7 nốt nhạc xanh sẽ lên sóng VTV3 vào tối thứ hai hàng tuần. Với sự tham gia của các gia đình có ít nhất một thành viên trong lực lượng quân đội nhân dân, chương trình tạo sự kết nối các đội chơi thông qua các ca khúc cách mạng. 7 nốt nhạc xanh mang tới màu sắc riêng trong loạt chương trình trên VTV kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Xin kính chào quý vị khán giả và các đồng chí. Chào mừng quý vị khán giả và các đồng chí đã đến với chương trình 7 nốt nhạc xanh. Điểm nhấn đầu tiên của 7 nốt nhạc xanh đó là sự xuất hiện của các đội chơi là gia đình quân nhân với thành viên ở nhiều độ tuổi. Mỗi chương trình gồm 2 lượt chơi, mỗi lượt có 2 gia đình thi đấu bằng cách giành quyền trả lời 7 câu hỏi về các ca khúc cách mạng. Tạo ra một chương trình cho các gia đình quân nhân. Vì sao lại là dành cho gia đình quân nhân? Bởi vì như mọi người cũng biết, họ rất ít có thời gian để gắn kết với người thân, để chăm sóc gia đình. Chính vì thế cho nên là chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi mà chính là nơi có sự gắn kết của những thành viên trong gia đình với nhau và tạo ra những kỷ niệm cho họ trong cuộc đời. Và chúng tôi là ban sản xuất những chương trình giải trí, là chúng tôi cũng muốn tận dụng những cái thế mạnh của mình, đấy chính là làm game show và kết hợp với trò chơi vận động, kết hợp với kiến thức. Điều đó thì cũng không hề dễ dàng, bởi các đội chơi của chúng ta vừa phải giành quyền trả lời mà lại phải biết cả những ca khúc cách mạng rất là nổi tiếng nữa, thì đó cũng là những thách thức. Quách Mạnh Thi cảm thấy rất vui và có một chút tự hào, bởi vì là có một chương trình mà dành riêng cho những người mà quân nhân, chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một cái chương trình mà Quách Mạnh Thi nghĩ rằng là hết sức là ý nghĩa, dành tặng cho riêng về lực lượng vũ trang. Và Quách Mạnh Thi cũng rất vui và tự hào khi ngày hôm nay được cùng với gia đình của mình tham gia những cái số đầu tiên. Nhạc truyền thống cách mạng ấy, thì theo mình hiểu thì là nó mang lại cho con người ta một sự giáo dục rất lớn và vô cùng ý nghĩa. Mà theo tôi nghĩ thì cũng không nhất thiết là phải hát hay. Đây là những cái bài học rất lớn về sự giáo dục cho các thế hệ trong gia đình. Cách mạng tháng 8, kháng chiến chống Pháp, Điện Biên Phủ, mở đường là chủ đề những số ghi hình đầu tiên của 7 nốt nhạc xanh. Cùng với đó là những ca khúc bất hủ gắn với chiều dài lịch sử 80 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thể hiện thông qua các câu hỏi âm nhạc thú vị. 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam trải qua rất là nhiều những cột mốc lịch sử đáng nhớ, và chúng tôi thấy đấy cũng là một trong những lợi thế để có thể gửi đến quý vị khán giả những đề tài hết sức là đa dạng cùng những ca khúc cách mạng rất là nổi tiếng. Rất bất ngờ, đã lâu lắm rồi tôi mới được tham dự một cái game show mà lý thú như thế này. Thông qua những cái chủ đề như vậy thì có lẽ là khán giả và ngay cả chính tôi nữa thì được nghe lại những bài hát, rồi thông qua những bài hát đó mình cũng biết thêm về lịch sử. Tôi nghĩ là đó một cách giáo dục lịch sử rất là hay. Giáo dục bằng âm nhạc nó cứ thẩm thấu vậy và mọi người tiếp cận nó rất dễ dàng. Tham gia chương trình là các giám khảo, khách mời có câu chuyện liên quan đến chủ đề và ca sĩ, người mang tới câu hỏi đặc biệt cho các đội chơi. Đăng Dương và các nghệ sĩ rất là vui khi được tham dự một cái chương trình rất là ý nghĩa khi chúng ta kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong chương trình này thì Đăng Dương cùng với nghệ sĩ Trọng Tấn và nghệ sĩ Việt Hoàn sẽ hát một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, Bước chân trên dải Trường Sơn. Đây là một những cái tác phẩm mà đã gắn liền với cuộc trường chinh của đất nước ta. Giám khảo trong chương trình thì đều là những nhạc sĩ quân đội rất là kinh nghiệm và nổi tiếng. Và hy vọng rằng đấy cũng là một cái nguồn hỗ trợ rất là lớn ở trong việc là các đáp án của chương trình đưa ra thì đều được một tổ cố vấn rất là nhiều kinh nghiệm bảo đảm. Bên cạnh những khoảnh khắc thi đấu thú vị, hấp dẫn, những phút giao lưu giữa hai đội chơi và thành viên tạo sự gắn kết các gia đình. Rừng cây xanh lá muôn đó hoa mai mừng đón xuân về. Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa. Với 12 số phát sóng, những trò chơi âm nhạc, câu chuyện giàu cảm xúc về hậu phương và đời sống người lính, 7 nốt nhạc xanh
thể hiện sự gắn bó của lực lượng quân đội nhân dân cũng như bày tỏ tình cảm của nhân dân đối với bộ đội Cụ Hồ. Những cái chương trình như thế này thì sẽ giúp cho các gia đình trở nên vừa là cùng nhau tìm hiểu lịch sử, đồng thời cũng tạo một cái sự gắn kết với nhau giữa các thành viên trong gia đình và thậm chí là đồng nghiệp hoặc là những người bạn của mình. Thông qua cái việc tham dự trò chơi này, rõ ràng là mỗi gia đình quân nhân đều có cái sự kết nối, hiểu nhau hơn. Rồi từ đó lan tỏa cái tinh thần đó đến với tất cả các gia đình quân nhân khác ở trong quân đội chúng tôi. Kể cả những gia đình không có điều kiện để tham gia, nhưng họ có thể theo dõi qua TV, qua truyền hình như này, họ cũng hiểu được cái tinh thần đó và thêm yêu, thêm hiểu nhau hơn. Trong chuỗi chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Quốc phòng Toàn dân, thì Bảy Nốt Nhạc Xanh là một chương trình mang tính giáo dục, giải trí, rất là hào hứng, phấn khích và đặc biệt có những cái câu chuyện về lịch sử, có những nhân chứng lịch sử tới với chương trình và chia sẻ những câu chuyện tôi nghĩ là vừa chân thực vừa vô cùng cảm động và sâu sắc về lịch sử của quân đội ta, lịch sử của dân tộc ta. Bảy Nốt Nhạc Xanh phát sóng lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem. Bảy Nốt Nhạc Xanh mang đến sân chơi đầy ý nghĩa khi những người tham gia đến từ nhiều ngành nghề khác nhau trong cuộc sống cùng hòa chung trong giai điệu cách mạng sôi nổi đi cùng năm tháng. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một điểm hẹn khác trên kênh VTV3. Một chương trình mở ra cơ hội cho các thí sinh đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó chính là Cơ hội cho ai mùa 6. Thưa quý vị, qua 5 mùa phát sóng, Cơ hội cho ai đã tạo dấu ấn riêng, giúp các ứng viên tìm được công việc mơ ước và đồng thời mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp xúc với nguồn nhân lực chất lượng. Năm nay, chương trình chính thức trở lại vào đầu tháng 11 trên VTV3 với nhiều đổi mới hấp dẫn. Bên cạnh những màn đối đầu đầy thử thách của ứng viên, mùa 6 có sự góp mặt của nhiều nhà tuyển dụng mới, những CEO và nhà lãnh đạo uy tín trong nhiều lĩnh vực. Chung xin chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Cơ hội cho ai mùa 6. Điểm mới đáng chú ý của Cơ hội cho ai mùa 6 là sự thay đổi cấu trúc chương trình. Thay vì hai ứng viên tham dự tranh biện như ở mùa trước, năm nay mỗi phần thi chỉ có một ứng viên đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia ghi hình phần giới thiệu bản thân. Tiếp đó, ứng viên bước vào hai vòng thi chính, chinh phục và cơ hội cho ai. Chúng tôi tập trung vào một ứng viên và một ứng viên sẽ đến thẳng với vòng chinh phục của chương trình. Và qua vòng chinh phục này thì ứng viên với doanh nghiệp sẽ có trao đổi trực tiếp với nhau cũng như thể hiện được về tư duy phản biện về những năng lực của ứng viên thông qua thử thách chương trình. Và thực tế chúng tôi cũng chỉ cố gắng làm thế nào mà ứng viên được hiện một cách phù hợp nhất, tốt nhất và doanh nghiệp hiểu rõ được về ứng viên. Qua đó thì những cái deal của chương trình nó được diễn ra một cách hết sức tự nhiên, rất hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động. Với sự thay đổi format năm nay thì mang tới rất nhiều cơ hội cho các ứng viên, đặc biệt với những ứng viên chất lượng. Họ tới đây để có thêm cơ hội được chinh phục các sếp, có thêm cơ hội thể hiện mình. Và đối với những ứng viên có năng lực thực sự, họ có quyền kết nối không chỉ với một doanh nghiệp mà với nhiều hơn một doanh nghiệp khi đến với chương trình. Trong Cơ hội cho ai mùa 6, với cá tính mạnh mẽ, khả năng hoạt ngôn và màu sắc riêng biệt của các CEO, chương trình hứa hẹn mang tới những màn thương lượng, cạnh tranh nhân sự đầy kịch tính. Thông qua quá trình tuyển chọn và trao đổi với ứng viên, họ còn chia sẻ nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, mang lại thông tin hữu ích cho khán giả. Khi mà quay trở lại mùa 6 thì thực sự là mình rất bất ngờ khi mà format được đổi mới. Và cái sự đổi mới này giúp cho các sếp và các ứng viên có nhiều cơ hội gặp nhau hơn, nhiều điểm chạm đến với nhau hơn. Và rõ ràng các sếp không mất đi cái cơ hội để gặp những cái ứng viên tài năng. Với sự xuất hiện của ứng viên về AI chương trình Cơ hội cho ai mùa 6 này, phản ánh một sự rất là thức thời của chương trình khi đã cập nhật cái xu hướng mới nhất, đó là xu hướng việc làm trong cái kỷ nguyên AI này. Khi mà không chỉ doanh nghiệp mà chính những người lao động đã phải ứng dụng về AI để có thể làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Năm nay với format mới, bất kỳ ai cũng sẽ có thể tìm kiếm một cơ hội nào đó cho mình. Ngay cả chữ cơ hội cũng được các bạn toàn quyền sáng tạo khi đến với Cơ hội cho ai. Thì tôi nghĩ năm nay mới là cái năm mà Cơ hội cho ai thật sự mang đúng cái tính chất và ý nghĩa của cái tên mà nó đã được đặt. Ví dụ như trường hợp của em, để em đến ngày hôm nay sau 10 năm và em được đăng quang hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất cả nước thì em đã phải trải qua rất là nhiều sự khổ luyện về tập luyện cũng như là đưa ra cho mình những công thức ăn uống tốt cho sức khỏe. Cơ hội cho ai mùa 6 có sự tham gia của gần 30 ứng viên ở các độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau. Cùng với đó là những câu chuyện truyền cảm hứng về khó khăn, thử thách riêng trong cuộc sống và sự nghiệp.
các ứng viên góp phần tạo nên sức hút cho chương trình không chỉ bằng năng lực chuyên môn mà còn qua những câu chuyện cuộc đời chân thực và nỗ lực dám thay đổi để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Vì thật sự là bản thân em không nghĩ là mình lại có được sự đánh giá cao, và đây cũng là một cái nguồn động lực lớn để em cố gắng tiếp tục phát huy và phát triển bản thân mình hơn nữa. Mình đến với chương trình Cơ hội cho ai thì cũng gọi là mong muốn không chỉ riêng là những người bình thường, mà đây cũng là một nơi để các bạn có hoàn cảnh với Khánh có cơ hội được tiếp cận để có thể thể hiện mình và tìm kiếm cho mình được những cơ hội để có thể là phát triển cuộc sống và phát triển được bản thân. Cơ hội cho ai mùa 6 là sân chơi cho ứng viên thể hiện năng lực, đồng thời tạo một không gian nơi các doanh nghiệp tìm kiếm và chọn lựa những nhân sự phù hợp. Luôn sáng tạo, nỗ lực mang tới nội dung sinh động, ekip sản xuất tiếp tục mang tới chương trình giải trí hấp dẫn với phương châm tìm việc, tìm người, tìm cơ hội đổi đời. Được xuất hiện cả là với vai trò của phòng thẩm định cũng như là tư vấn hỗ trợ các bạn cho đến khi ngồi ghế nóng của các sếp. Tôi là người may mắn nhất để chứng kiến toàn bộ cái quá trình trưởng thành của tất cả các ứng viên, và rất nhiều bạn đã thể hiện được cái tài năng và năng lực của mình. Và đặc biệt điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đó chính là rất nhiều bạn đã tìm thấy được đam mê và định hướng của mình một cách rõ ràng cho cái sự nghiệp của mình. Cơ hội cho ai vẫn là một chương trình mà nó mang đến ý nghĩa rất lớn đến cả hai phía, cả doanh nghiệp lẫn cả các bạn ứng viên, bởi vì đây là cơ hội để các bạn có thể tìm được những cái mentor, những cái người chỉ đường, hay cũng như là doanh nghiệp sẽ vẫn tìm được những cái bạn nhân sự mà họ thực sự cần. Chúng tôi luôn gắn với tiêu chí phỏng vấn thật, thương lượng thật, việc làm thật. Chúng tôi mang tới những ứng viên thật cùng với câu chuyện về năng lực, và để doanh nghiệp có thể tuyển dụng, có thể hợp tác với các ứng viên và qua đó có thể thay đổi tư duy và có những cơ hội thay đổi cuộc đời đối với các ứng viên, và cũng như thế doanh nghiệp sẽ có những nguồn nhân lực tốt để có thể giúp cho quá trình phát triển. Quý vị đón xem Cơ hội cho ai mùa 6 phát sóng 20 giờ chủ nhật trên VTV3 từ mùng 10 tháng 11. Chia sẻ của ekip sản xuất chương trình 7 nốt nhạc xanh và Cơ hội cho ai hy vọng mang tới những cảm xúc riêng về hành trình của những con người bình dị đến từ nhiều ngành nghề khác nhau trong cuộc sống tham gia các sân chơi trên VTV. Và thông qua những nhắn gửi sau đây, ekip mong muốn quý vị sẽ tiếp tục đồng hành và dành sự ủng hộ cho hai chương trình này. VTV Kết nối xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Nếu như chúng ta có 7 nốt nhạc với các cái cung bậc khác nhau thì cảm xúc của chương trình 7 nốt nhạc xanh cũng như vậy, cũng có từ cảm động cho tới hào hứng, phấn khích, bất ngờ. Và chúng tôi thì cũng chỉ mong muốn một điều, đấy chính là những ca khúc cách mạng sẽ còn được tiếp tục nối dài và hiểu sâu hơn nữa ở trong cái hành trình phát triển của lịch sử dân tộc. Qua thực tế, các ứng viên của chúng tôi đến đây đều rất nhiều màu sắc. Các bạn đều có cơ hội được tỏa sáng theo đúng những phong cách, những tài năng của mình. Và từ đó các bạn có thể hợp tác doanh nghiệp theo nhiều hình thức khác nhau. Phải nói là chương trình năm nay sẽ rất hấp dẫn. Và các bạn hãy đón xem chương trình Cơ hội cho ai mùa 6 nhé. Hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay 4 người đang mong muốn chứng minh mình xứng đáng ngồi lên ngai của chương trình Vua Tiếng Việt. Là tôi, tên Nguyễn Thanh Tùng, từ thủ đô tới vui cùng bốn phương. Tên em vốn gọi Thị Hà, mang dòng họ Đỗ, yêu nghề giáo viên. Họ Lương, tên Tuấn là tôi, lên ngôi ngồi vững vẻ vang mới về. Thanh Huyền, tên gọi của em, xin chào tất cả người xem chương trình. Hôm nay được lên truyền hình, chắc chắn em có giải sinh mang về. Hôm nay chúng ta đến với chủ đề mắm. Chém to kho mặn ạ. Liệu cơm các mắm? Mặn mà. Dưa cải nước mắm? Mắm tôm ạ. Lên men. Cá không ăn muối cá ươn ạ. Giả cầy. Giả cầy, đúng rồi. Dạ vâng, con đường ngắn nhất để đến trái tim anh là đi qua cái dạ dày ạ.